Xin chào mừng quý bạn đến với buổi tập luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày hôm nay, ngày 6 tháng 10. Tại sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, thì huấn luyện viên Kim Sang Sik đã báo tin vui với các cầu thủ của chúng ta. Bởi ông sẽ có một loạt những đánh giá và tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển quốc gia Việt Nam mà dựa theo tiêu chí cân bằng nhất, công bằng nhất để hướng tới việc là những cầu thủ có phong độ cao nhất sẽ được chọn để thi đấu với đội bóng Ấn Độ. Không phân biệt tuổi tác hay là phân biệt về cũ mới, huấn luyện viên Kim Sang Sik hoàn toàn lựa chọn theo năng lực của cầu thủ được gọi với 27 cái tên. Huấn luyện viên Kim Sang Sik ngay đầu buổi tập đã chia sẻ với giới truyền thông và người hâm mộ rằng là các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam với 27 cầu thủ. Các cầu thủ của chúng ta lên hãy cống hiến, hãy tập luyện với những gì mà họ cống hiến, với những gì mà mình mong muốn nhất. Bởi đó là cơ sở đánh giá để có thể đưa ra quyết định cuối cùng để chọn lựa những cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã nói thẳng và chia sẻ trong buổi họp đầu trận đấu ở vòng tròn mà chúng ta vẫn thấy. Ở mỗi buổi tập thì huấn luyện viên người Hàn Quốc đều mong muốn các cầu thủ sẽ nhận được những thông điệp và có cái sự nỗ lực trong việc tập luyện của mình. Ngày 9 tháng 10 chúng ta sẽ không thi đấu với đội bóng Ấn Độ nữa mà chúng ta sẽ chuyển sang ngày 12 tháng 10. Chính vậy khoảng thời gian tập luyện sẽ được dài hơn và những ai tập luyện tốt hơn, thi đấu tốt hơn ở trong một cái môi trường nội bộ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Kim Sang Sik sẽ lựa chọn và tìm kiếm. Đấy là tin vui để báo về cho những cầu thủ trẻ và những cầu thủ mới có năng lực cũng như là có cái sự khát khao cống hiến. Và nếu như họ không được chọn có nghĩa đồng nghĩa với việc là cái sự cộng hưởng của việc huấn luyện viên người Hàn Quốc đang trao đi là việc tạo ra những cái sức mới mẻ và sức cạnh tranh trong đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thực sự tạo ra một đội hình mạnh cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là tin vui mà chúng tôi muốn báo với quý bạn trong phương án mà huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ lựa chọn nhân sự để chuẩn bị cho trận đấu với Ấn Độ. Vâng, ngoài ra thì đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn tập luyện với những cái phương án và một cái bài bản theo một cái lịch trình cụ thể, một cái giáo án mà phải nói rằng hết sức khoa học đã được lên kệ từ rất lâu và họ sẽ tập luyện theo phương hướng từ việc khởi động, làm quen, tạo cảm giác bóng, sau đó tập chiến thuật nhóm rồi chiến thuật cả đội bóng để có thể có được góc nhìn tốt nhất. Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ là người theo dõi cả toàn bộ buổi tập luyện và sau đó đánh giá cùng với các trợ lý của mình để tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, trước đó thì huấn luyện viên Kim Sang Sik đã triệu tập 27 cầu thủ, ngoài hai tân binh mới là thủ môn Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, còn lại đều đã từng được huấn luyện viên người Hàn Quốc gọi lên. Sau một số bị đặt dấu hỏi chấm như là Văn Quyết, Ngọc Quang đều mới làm quen với huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ông Kim muốn nhân đợt tập trung này thẩm định lại năng lực và đánh giá thực chiến của cầu thủ. Do Lý Băng rút lui lên chỉ có một trận đấu với đội bóng Ấn Độ, khoảng 10 cầu thủ không có cơ hội ra sân bởi giới hạn quyền thay người. Và từ nay cho đến ngày 12 tháng 10, tức là huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ phải tìm kiếm nhân sự tốt nhất của mình bằng việc là tập luyện nội bộ và thi đấu, thậm chí là với những câu lạc bộ tại giải đấu V-League để tìm kiếm nhân sự. Chính vì kế hoạch này mà huấn luyện viên người Hàn Quốc đã nhắn gửi các học trò của mình rằng hãy lên đây tập luyện và đừng nghĩ rằng là chúng ta chỉ thi đấu một trận đấu mà bỏ qua cơ hội để chọn lựa những cầu thủ. Chúng ta không phải lên đây để vui, để chiến đấu. Đây là thời điểm mà các cầu thủ phải chứng minh năng lực của mình để xứng đáng trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông Kim Sang Sik đã nhắn gửi. Ngày hôm qua thì Quế Ngọc Hải cùng với Văn Thanh đã ngồi ngoài, nhưng ngày hôm nay thì họ đã cùng toàn đội cùng nhau tập luyện và khởi động. Dĩ nhiên vẫn chưa đạt được 100% phong độ sau khi họ gặp với chấn thương và thi đấu giải đấu V-League vừa qua. Nhưng huấn luyện viên Kim Sang Sik tin rằng với những sự trở lại như vậy thì đội bóng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thực sự khẩn trương trong việc tìm kiếm nhân sự, cạnh tranh với những cái vị trí khác nhau để tạo ra một cái môi trường vô cùng là tích cực khi mà các cầu thủ sẽ là những cầu thủ tốt nhất và hay nhất sẽ được lựa chọn với những cái thông số được đánh giá rất là công bằng, công tâm. Vâng, đó chính là những cái chia sẻ của chúng tôi liên quan tới việc huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi tập ngày hôm nay đã thống nhất về câu chuyện chọn lựa những cầu thủ và dĩ nhiên ông sẽ dành sự công bằng cho tất cả cầu thủ. Chúng tôi phải nhắc lại điều này trước khi đến với những thông tin tiếp theo liên quan tới việc Công Phượng. Công Phượng đang muốn trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bản thân huấn luyện viên Kim Sang Sik thì vẫn đang chờ đợi tất cả cầu thủ thôi. Ai thi đấu hay, thi đấu tốt thì họ đều có cơ hội để đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chỉ là họ sẽ phải chứng minh năng lực của mình bằng những cái tình huống cụ thể, bằng những cái sự cố gắng cụ thể để hướng tới việc là đội bóng sẽ chọn lựa và tìm kiếm những nhân sự tốt nhất. Và họ sẽ phải là những người tốt nhất chứ không phải là muốn là lên được.
Và bản thân Công Phượng cũng thế. Dù anh có thi đấu ở nước ngoài, có cái chuyến du đấu ở nước ngoài và thậm chí là từng là nhân tố quan trọng cho đội tuyển Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Kim Giang Sik không điền tên anh ngay vào danh sách thi đấu, tập luyện thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Bởi đơn giản thôi, anh chưa có quá nhiều thời gian thi đấu cho màu áo của câu lạc bộ tại G-League là Yokohama. Còn về Việt Nam thì anh mới tập luyện thôi, nên là rất là khó để đưa ra những cái phương án như vậy. Chính vì vậy mà việc Công Phượng mong muốn trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng phải chờ chính bản thân cầu thủ này sẽ phải chứng minh mình ra sao trước huấn luyện viên trưởng ông Kim Sang Sik. Trong lễ ra mắt tại câu lạc bộ mùa giải mới thì Công Phượng khẳng định rằng ông muốn cùng Trường Tơ Bình Phước thăng hạng tại giải đấu V-League và trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu huấn luyện viên Kim Sang Sik cần anh. Công Phượng khẳng định rằng trong mùa giải này thì tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa câu lạc bộ Bình Phước lên V-League. Mặc dù ở Nhật tôi ít được thi đấu nhưng tôi vẫn tự tin về khả năng của mình. Trong khi về quyết định trở về Việt Nam thi đấu và cập bến câu lạc bộ Bình Phước, Công Phượng cũng đã chia sẻ rằng anh cũng có những ước mơ, hoài bão cũng như là dự định, định hướng với chủ tịch câu lạc bộ Phạm Hương Sơn. Nói về khả năng được trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu thì Công Phượng cũng chia sẻ thêm rằng trước mắt thì tôi muốn nỗ lực cống hiến cho câu lạc bộ. Nếu chơi tốt mà đội tuyển quốc gia cần thì tôi sẽ sẵn sàng. Đó không phải hẳn là mục tiêu để trở lại đội tuyển mà là việc đội tuyển quốc gia cần thì tôi sẵn sàng cống hiến, vì đó là trách nhiệm và là những cái vinh dự dành cho mỗi công dân Việt Nam khi được lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, để chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025 của câu lạc bộ Bình Phước thì sự trở lại của Công Phượng đã tạo ra một cái dấu ấn cực lớn dành cho các câu lạc bộ giải hạng nhất và chắc chắn sẽ là những cái trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa các đội bóng, trong đó có Trường Tơ Bình Phước, trong đó câu lạc bộ Ninh Bình. Vâng, hy vọng rằng với những phát ngôn của Công Phượng cũng sẽ dấy lên những cái thông điệp cụ thể dành cho những cầu thủ khác. Những cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này chưa chắc phải là những cái tên chính thức để tham dự AFF Cup năm 2024, mà vẫn phải chờ đợi xem họ chứng minh năng lực của như thế nào. Công Phượng vẫn còn cơ hội để lên đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu như anh thi đấu tốt trong thời gian tới, thể hiện được năng lực và có được cái cảm giác bóng thi đấu tốt nhất thì huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ điền tên anh vào danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và thậm chí những cầu thủ được gọi trong thời điểm hiện nay như Văn Quyết, như những cái tên như Đình Bắc hay là Quốc Việt, những cầu thủ này nếu như không chứng minh được năng lực của mình trên đội tuyển quốc gia Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ là những cái tên bị loại trong thời gian tới. Vâng, đó là thông điệp cụ thể nhất trong thời điểm hiện nay mà huấn luyện viên Kim Sang Sik đã báo tin vui với người hâm mộ, bởi sự cạnh tranh công bằng sẽ là một trong những cơ sở để hướng tới đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là phiên bản tốt nhất, mạnh nhất, đoàn kết nhất, vì đó là tất cả những lực lượng tốt nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và họ đều có mục tính chung là màu cờ sắc áo và hướng tới giành sự chiến thắng của cả tập thể. Vâng, đó là những cái thông tin chúng tôi vừa cập nhật trước buổi tập của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ buổi tập trận đấu tập thứ hai vào chiều ngày hôm nay lúc 17 giờ. Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ cùng các cầu thủ của mình sẽ tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại sân vận động Myanmar. Nơi đây thì vẫn luôn là nơi tập luyện và có mặt cỏ rất là chất lượng. Các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam thì rất là háo hức, trong đó rất nhiều tân binh đang cho thấy rằng mình mong muốn sẽ cống hiến và thể hiện được năng lực để là lấy điểm huấn luyện viên Kim Sang Sik, từ đó sẽ lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Những cầu thủ như Đình Bắc, Quốc Việt, rồi Thái Sơn hay Văn Khang, những cầu thủ được lên đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này đều là những cái tên khá trẻ. Thậm chí Trần Trung Kiên cũng là cái tên cũng tương đối ấn tượng ở vị trí thủ môn, anh cao 1m91. Một vài cái tên đó chúng tôi đã kể ra và thấy rằng họ luôn nỗ lực trong mỗi buổi tập và các đàn anh cũng sẵn sàng chỉ bảo. Đây là điều mà chúng ta thường thấy khi đội tuyển quốc gia Việt Nam tạo ra sự gắn kết và có một cái sợi dây liên kết bởi chính con người Việt Nam đã tạo ra trong thời điểm này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của Khoảnh Khắc Bóng Đá. Xin chào!